Hello, xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ nói về cây quế của mình sau 1,5 năm tuổi các bạn nhé. Bây giờ đang là tháng 6 dương lịch, mùa hè các bạn nhé. Đây, trời rất là nắng luôn. Này là mình làm vợt cỏ của năm đầu tiên, của năm thứ hai mà lượt đầu tiên các bạn nhé. Đây, mình phát thôi mà nó đã chết rồi này. À, như cây này này. Đấy. Cây này chết này. Chỗ này có 1, 2, 3 cây chết này các bạn này. Đây này. Như này là mình còn không xới cỏ sạch nhá. Mình còn vẫn để, mình chỉ phát thôi các bạn nhá. Đây nó vẫn chết này. Đấy. Đây là biểu hiện của cây quế bị chết nắng các bạn nhá. Và đất hơi khô các bạn ạ. Đất khu này hơi khô này. Đây là tất cả cây quế này. Đây là cây này có chết này. Cây này chết rất chi là nhiều luôn các bạn nhé. Này là đã hơn một năm rồi mà vẫn chết các bạn nhé. Đấy. Đây là mình trồng cây như này là mình trồng từ 25 cm. Bây giờ hơn một năm mà nó được như này các bạn nhé. Đây. Đây bây giờ mình sẽ phẫu thuật gốc của cây này ra xem là nguyên nhân tại sao mà chết các bạn nhé. Này là nó bị chết nắng các bạn ạ. Gốc nó cũng không bị làm sao đâu các bạn ạ. Cháy nắng. Nó khô quá. Đây. Đây các bạn nhé. Không bị sao hết. Chỉ là do thiếu nước chết. Như này nó sẽ không sống nữa các bạn nhé. Nó chết luôn. Đấy. Đây. Gốc của nó đã chết sẵn rồi. Đây này các bạn này. Này nó là giống kiểu là bị nấm ấy các bạn. Nấm gốc. Đây chết các bạn nhé. Chỗ này rất nhiều cây chết luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cả cây này là 6 cây rồi các bạn nhé. Cây to như thế này là mình trồng một năm rưỡi là mất bao nhiêu là công rồi các bạn nhé. Công phát cỏ là mất 4 lượt rồi các bạn nhé. Từ nó bé tí 25 cm bây giờ nó lên gần 1 mét rồi các bạn. 75 cm rồi. Đây. Là ngày trước là mình trồng nó bằng cây này này. Bé hơn các bạn nhé. Đó. Đây là ngày hôm đợt Tết mình dặm này, bây giờ nó cũng chết hết rồi này. Đấy. À, bây giờ mình để như này là mình kệ nó thôi các bạn ạ. Dưới này là cây cũng khá cao rồi. 75-80 cm có cây 1 mét rồi các bạn nhé. À, là mình vừa mới làm cỏ được 1 tháng thôi là nó rậm như này rồi các bạn nhé. Đấy. À, cây này cũng chết à. Ui ôi, mùa hè này mà làm cỏ là quế chết rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây. Đấy. Chết các bạn ạ. Mùa này là mình không nên làm cỏ các bạn nhé. Nên mình sẽ bẻ đi. Để cho nó giữ gốc, để cho nó mọc mầm. Mình cứ để không như này là nó mất nước chết. Rồi, cây này chết à. Rồi. Ui dồi ôi. Rất nhiều cây chết luôn. Đây chết rồi. Này là trồng năm rưỡi vẫn chết các bạn nhé. Kiểu cây quế này là đây. Cây này cũng chết à. Nói chung là chết gần như là mà sắp hết luôn các bạn ạ. Nói chung là bây giờ mình không làm cỏ nữa. Mình để cỏ nó lên. Kệ nó. Giờ làm cỏ chết hết các bạn. Này cái dưới cây này, cây dưới này cũng chết rồi. Đây là chết này. Ủa chết dã man thật. To đùng này vẫn chết các bạn nhé. Như cây phát triển bình thường cái này thôi là, nhưng mà nắng quá thì nó vẫn chết bình thường. Chết nhiều quá. Khó trồng lắm các bạn ạ. Trồng được một cây quế mà bán cây quế mà to như thế kia là rất chi là khó luôn. Và
phải đơn giản đâu các bạn. Đó. À, cây này cũng gần như sắp chết rồi này. Do nắng quá các bạn ạ. Mùa hè năm nay là rơi khoảng 40-42 độ C các bạn nhé. Không có mưa nên là chết. Giờ mình cũng kệ thôi, không biết làm cách nào nữa. Trồng một năm rưỡi rồi vẫn chết. Là mình nằm, mình cứ phát cỏ ra là nó chết các bạn nhá. Mình để cỏ rậm như này thì không chết đâu nha các bạn nhá. Đấy, để cỏ rậm như này. Đây, thứ lại là mình chưa phát đây. Trong này nó có rất nhiều quế luôn. Đây, cây quế này. Đấy. Đây này. Không chết đâu các bạn nhá. Để cỏ như này là không chết nhá. Để lúc nào mà hết mùa hè mình mới phát. Đây. Như này mình không đi xem thôi, chỗ này đầy cây chết các bạn ạ. Đó. Đây. Đây là đất hơi xấu, là quế không đẹp. Mình sẽ đi quay mảnh ở bên kia. Các bạn xem. Mảnh đấy là kiểu đất đất khu này hay bị chết quế, là đất nó đất này là mình đã trồng 3 vụ một vụ mà 2 vụ sắn, một vụ bồ đề các bạn nhé. Nên là đất nó hơi bạc màu. Nên là gây ra hiện tượng là đất khô. Nên là hay bị chết. Đất mà mình cứ cho càng trồng nhiều sắn là đất nó càng khô. Còn chỗ này là đất của mình, là chỗ này là mình để nguyên sinh từ đầu luôn. Rừng bầu luôn các bạn nhé. Này, đây là đất chưa canh tác, chưa trồng một cây gì hết. Đây là đất mới khai hoang này các bạn ạ. Quế này. Khác hẳn luôn các bạn nhé. Cũng là cùng trồng cùng cái chỗ vừa nãy mình quay đấy. Đó. Đây. Châu chiếc đi đầy dấu chân ở đây rồi. Đây các bạn nhé. Đây, chỗ này thì không chết. Vì đây là đất đất mới nên không hay bị chết các bạn nhé. Đó. Chỗ này là rất là tốt. Cây ở đây hết tầm hơn mét rồi các bạn ạ. Khu này là toàn hơn mét hết rồi. Cái này là mình đây. Đây là sang bên kia này cũng rất chi là rậm luôn. Nhưng mà mình kệ. Để qua mùa hè mình mới phải làm cỏ các bạn nhé. Đấy. Đây. Ok các bạn nhé. Nha, các bạn nhớ đăng ký video của mình và like để ủng hộ clip của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.